Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Real Madrid và câu lạc bộ Osasuna. Đó là trận đấu chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 7 tháng 5. Và các cầu thủ Real Madrid sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Osasuna với mức kèo là 1,5. Mức kèo phải tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Gì Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó. Ấn thêm cái đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu rồi nha. Thì 5 lần đối đầu gần nhất của Real Madrid và Osasuna, thì Real đang bất bại trước Osasuna với 3 trận thắng và 2 trận hòa. 5 trận thi đấu gần nhất của Real Madrid thì Real thắng 3 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Osasuna thì Osasuna thắng 2 và thua 3. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì mặc dù là kèo chấp nó cũng hơi cao hơn một trái, tuy nhiên thì mình vẫn đặt niềm tin vào Real Madrid ở lần đối đầu này. Vì sao? Thứ nhất là nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở lần đối đầu này thì mình thấy là hiện tại hầu như là Real thi đấu trận chung kết này thì họ sẽ có được đội hình mạnh nhất. Dường như là Real họ cũng đã chuẩn bị rất là kỹ cho cái trận chung kết này rồi, tại vì ở giữa tuần thì họ gặp Sociedad thì mình thấy là Real họ chỉ tung ra đội hình B để đá dưỡng chân cho những cầu thủ quan trọng. Thứ hai nữa thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu ở những lần trận gần đây thì Real hiện tại họ cũng còn đang quá là vượt trội hơn so với Osasuna nữa. Với lại Real họ cũng đã không còn sức để cạnh tranh giải La Liga nữa rồi, cho nên là cúp nhà vua sẽ là cái cúp để cho Real có được danh hiệu ở mùa giải năm nay. Thì với cái mức kèo thế này cộng với mọi thứ đều tốt hơn Osasuna thì mình nghĩ là Real vượt qua được Osasuna với cách biệt là 2 bàn, khi mà phong độ đang ổn định và đang có đội hình tốt nhất. Với cách biệt là 2 bàn trở lên mình nghĩ cũng sẽ không phải gọi là quá khó đâu. Cho trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa Real Madrid chấp nha. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3,5 và 3 trái. Thì trận đấu này là trận chung kết cho nên mình nghĩ là trước tiên thì hai đội cũng sẽ rất là thận trọng. Và ở thời gian đây thì Real lẫn Osasuna thi đấu thì nói chung là thi đấu cũng ổn và để thủng lưới thì cũng không nhiều. Là trận đấu này là trận đấu quyết định đến chức vô địch nữa, cho nên là hai đội cũng sẽ gia cố hàng thủ của mình rất là kỹ. Do đó trận đấu này sẽ không có nhiều thắng ghi đâu. Mình nghĩ trận đấu này sẽ có tỷ số là 2-0 hoặc là nhiều lắm là 3-0 nhưng mà cho Real. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa xỉu 3,25 hoặc là 3,5 nha. Còn nếu mà trận đấu này các bạn thấy kèo chấp cao quá, các bạn không tin tưởng vào Real thì các bạn ưu tiên đi cửa xỉu không được nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,5 và tỷ số là 1,25. Do đó hiệp 1 với thực lực nhỉnh hơn đối thủ cộng với phong độ đang ổn định thì Real họ sẽ có một bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn cửa Real chấp nha và đá xỉu 1,25. Nhưng mà hiệp 1 thì các bạn có thể là không cần vào Real đâu, các bạn đi cửa xỉu không là được rồi. Đến bài trận đấu chốt kèo là chọn cửa Real Madrid và đá xỉu ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.